Mỹ Tâm công khai yêu Mai Tài Phiến, dân tình thương biết từ đàm vì từng tuyên bố mãi yêu mình em. Nghe tin Mỹ Tâm công khai yêu Mai Tài Phiến mà dân tình xôn xao dã man, nhưng có lẽ tội nhất là Mr. Đàm. Nhiều năm qua, ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng theo đuổi Mỹ Tâm vất vả cỡ nào mà giờ tan thành mây khói, có duyên không nợ. Mới đây, Mỹ Tâm đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng sững sờ khi lên tiếng thừa nhận mối quan hệ yêu đương với Mai Tài Phiến. Cụ thể, chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây, Mỹ Tâm không ngần ngại thể hiện sự ngọt ngào dành cho nam diễn viên trẻ. Theo đó, trả lời với truyền thông, cô cho biết mình thích Mai Tài Phiến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải rào trước đón sau mỗi khi ở cạnh nhau. Nữ ca sĩ khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm. Cặp đôi chính thức công khai sau hơn một năm rưỡi dính tin đồn. Sau khi thông tin Mỹ Tâm yêu Mai Tài Phiến đăng tải, nhiều dân mạng đã cùng nhau gọi tên Đàm Vĩnh Hưng. Lý do đơn giản bởi trong suốt sự nghiệp ca hát, Đàm Vĩnh Hưng không ít lần bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Mỹ Tâm. Thậm chí nam ca sĩ còn cho biết nếu không phải là Mỹ Tâm sẽ không có bất kỳ ai anh chọn để làm một nửa còn lại. Vào năm ngoái khi Mỹ Tâm bắt gặp tình tứ cùng Mai Tài Phiến thì chính Đàm Vĩnh Hưng bị trèo tên nhiều không kém nhân vật chính trong vụ bóc nghi vấn hẹn hò của Mỹ Tâm. Bé ơi, theo anh thì em cứ vui đi, làm những gì em thích, làm những gì em thấy đúng, em luôn đúng mà, nhớ câu này không? Em và anh hay nhiều đồng nghiệp khác đã không sống cho mình quá lâu rồi em ạ. Dù Mỹ Tâm chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ yêu thương một mình em thôi. Yêu một ai đó là cho họ được quyền lựa chọn, yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó được hạnh phúc. Đàm Vĩnh Hưng từng trải lòng trước đó. Vũ Hà, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ anh bạn của mình cũng từng có tình cảm với một số người nhưng không đi đến đâu, và người đặc biệt này không ai khác chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Theo lời kể của Vũ Hà thì anh có cảm giác người mà Mr. Đàm thương nhất chính là Mỹ Tâm. Ban đầu cả hai cũng có khúc đầu êm êm khi tìm hiểu nhau, sau một ngày nọ có người thứ ba xuất hiện và đó có lẽ là lý do khiến mối quan hệ này không tiến triển xa được nữa. Từ trước đến nay, chuyện tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai đều thành công và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt, thế nhưng đến giờ cả hai vẫn còn độc thân. Cả trong công việc và đời tư, hai ngôi sao luôn thân thiết và ủng hộ nhau. Thậm chí Mỹ Tâm còn từng chia sẻ rằng, cô biết tình cảm của đàn anh, tôi biết anh Hưng thích tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác. Lời chia sẻ của nữ ca sĩ khiến fan không khỏi hào hứng và thích thú. Thế nhưng sau tất cả, hai người vẫn phòng không và fan thì vẫn nhiệt tình gắn ghép, mong cặp đôi nhanh chóng về một nhà. Tình yêu không ai nói trước được điều gì, ai ngờ Đàm Vĩnh Hưng theo hoài không được mà Mai Tài Phiến đóng chung MV một phát dính ngay. Mỹ Tâm quá bản lĩnh nhưng có lẽ cần một người dễ thương, hiền lành như Mai Tài Phiến. Tiếc là anh Hưng mãi không có được người con gái mà mình mơ.